chào các bạn à, hôm nay chúng ta sẽ làm việc thì giới thiệu cho các bạn cái chương 2 cấu trúc dự, lưu trữ và phương pháp truy xuất à, cái chương này thì ta làm việc trong 6 tiết gồm có những nội dung như sau thứ một là thứ nhất là tổ chức dữ liệu thứ hai là thì giới thiệu cho các bạn các bộ phận của tổ chức dữ liệu thứ ba là mẫu tin thứ, thứ tư là sắp xếp các mẫu tin vào block thứ năm là tổ chức mẫu tin trên tập tin, tập tin, cái sáu là chỉ mục thì các bạn thấy cái ba cái mục sau thì để màu xanh là thầy sẽ giới thiệu cái cái ba mục này vào cái buổi học tiếp theo à, cái chương này ta có 6 tiết tất cả do đó là ba cái mục đầu thì sẽ giới thiệu cho các bạn à, buổi hôm nay à, đầu tiên là tổ chức dữ liệu, tổ khái niệm là thầy sẽ giới thiệu các bạn khái niệm rồi ta, sự cần thiết Tại sao phải chúng ta phải tổ chức dữ liệu? Rồi các thuận lợi khó khăn khi mà chúng ta tổ chức dữ liệu. Rồi các giải pháp như thế nào? Giải pháp để mà tổ chức như như thế nào cho nó tốt. Đầu tiên là khái niệm về tổ chức dữ liệu. Tổ chức dữ liệu là gì? Là tiến trình phân tích và cấu trúc lại dữ liệu. Có có khi nó chỉ là giá trị dữ liệu thôi đơn giản chỉ vậy hoặc là phức tạp hơn là nguyên cái cơ sở dữ liệu và kết quả của việc tổ chức dữ liệu này là chúng ta có được một cái hệ thống tổ chức nè và quản lý dữ liệu tốt hơn Rồi, có được một cái cơ sở dữ liệu chuẩn hơn với các mô hình dữ liệu đã chúng ta sẽ được cài đặt để được cài đặt rồi, các hoạt động mà khi mà tổ chức dữ liệu thì thường gặp sẽ là cái gì nhỉ? là người ta tổ chức dưới dạng tập tin đơn giản trong hệ thống các file các tập tin đó các bạn, rồi tổ chức thành cơ sở dữ liệu và được quản lý bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS rồi thường thường đó là ta sẽ chuyển hệ thống nè dùng một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này là sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác vậy đó. thí dụ như các bạn có thể chuyển đổi từ uh, SQL Server sang uh, Access chẳng hạn hoặc từ Access các bạn đổi lại đó. Để chuyển đổi các dữ liệu toàn cục dùng chung cho hệ thống uh, thành các đối tượng hoặc là uh, các dạng mà dữ liệu với cấu trúc trừu tượng tức là chuyển lại thành các uh, đối tượng các class vân vân thì trong quá trình mà mình học mình thực hành mình sẽ nắm lại cái này thôi nhé thầy sẽ nhắc lại thì qua mục tiếp theo 1.2 sự cần thiết của tổ chức dữ liệu tại sao cần thiết như thế nhá? tại vì đối với hệ thống cũ đó các bạn tức là trước đó mình chưa có tổ chức dữ liệu đó thì những khó khăn nó bao gồm như sau thứ nhất là cái người tham gia tổ chức dữ liệu đó không còn làm việc ở công ty nữa đó, đó, cái nhân tố đầu tiên là về con người đó. Cái đầu tiên là về con người là người ta tham gia tổ chức nhưng mà bây giờ không không làm nữa. Cái thứ hai là một số hệ thống thì làm việc trên máy lớn nè, rồi dữ liệu hệ thống lớn, dữ liệu thì ở một nơi còn cái việc khai thác thì lại phân bố ở nhiều nơi khác nhau đó. Cái đó là cũng một một cái khó khăn đó các bạn nhé Rồi nếu mà rồi, sử dụng hệ thống cũ đó, cơ sở dữ liệu cũ đó các lập tin đã lỗi thời thì nó sẽ có chuyện là gia tăng cái sự trồng lắp dữ liệu. À, ta nói qua các thuận lợi và khó khăn khi tổ chức dữ liệu à, thuận lợi đó khi ta tổ chức lại dữ liệu thì thuận lợi là gì? nhà tăng được cái tính hiệu quả khi khai thác dữ liệu lúc này ta sẽ khai thác nó nhanh hơn tìm kiếm thêm xóa sửa gì đó đúng không? Ta làm cái gì nó cũng rất là nhanh rồi giảm thiểu rủi ro trong tương lai tức là có những cái trục trặc rủi ro gì đó thì nó bớt đi. Nó, nếu mà hệ thống cũ thì rủi ro nhiều lắm. cho tận dụng các chi thức để tích lũy đã tích lũy trong hệ thống cũ. Vấn đề khó khăn là cái gì nhỉ? Vấn đề khó khăn khi các bạn tổ chức dữ liệu đó là vấn đề chi phí nhé. Chi phí là cũng khá là là, là 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 tốn kém. Rồi với các hệ thống cũ mà nếu các bạn thay đổi cách tiếp cận khi phân tích thiết kế đó. Thì nhằm phục vụ cho việc tổ chức dữ liệu thì gần như là người ta xây dựng lại từ đầu Giống như người ta phá hệ thống cũ đi Giống như là nhà cũ thì người ta phá đi người ta xây hoàn toàn cái mới nha các bạn nhé. Rồi, Vấn đề đào tạo nhân sự cũng được nói đến nha các bạn Để mà tiếp cận cái công nghệ mới trong việc tổ chức dữ liệu Tiếp theo 1.4 các giải pháp tổ chức dữ liệu Đầu tiên là ta tổ chức dữ liệu theo tập tin theo file thôi nhé. Rồi, cái loại thứ hai là theo cơ sở dữ liệu đó. và ta thấy rằng à, khi mà ta tổ chức như thế đó, hai loại như thế đó, thì à, nó sẽ có những ứng dụng gì, rồi ưu khuyết điểm của à, cái hai là cái loại tổ chức này như thế nào, thì đây cũng là câu hỏi đặt ra để cho các bạn thảo luận trong cái cái thời gian chúng ta thảo luận. À, đây coi là câu hỏi cái để thầy đặt ra cho các bạn. Ta qua mục 2 các bộ phận của tổ chức dữ liệu. Gồm có bộ phận quản lý tập tin nha, file manager đó. Rồi tiếp theo là bộ phận quản lý đĩa. Rồi uh, tổ chức vật lý như thế nào? Ta vô cái mục nhỏ đầu tiên là 2.1 bộ phận quản lý tập tin file manager nhé. Thì là cái này để lưu thông tin trên đĩa từ nhé dưới dạng các file đó, thì các bạn cứ lưu file lưu file đó lưu trên đĩa cứng của các bạn đó nhé rồi các file nó có một con trỏ xác định điểm vào à, các setter đầu chứa thông tin tức là khi các bạn mở file đó thì cái con trỏ nó sẽ nằm đầu cái vị trí đầu của cái sector đầu tiên của cái file để từ từ nó sẽ đọc lần lượt từ từ cho đến khi nào là hết file thì thôi rồi nó được quản lý dưới dạng cây gọi là cây thư mục do đó các bạn vô cây cái Win Explorer đó các bạn sẽ thấy nó là cái dạng cây thư mục nó là cửa sổ bên trái nó là cây cây thư mục Rồi các bạn thấy cái hình các bạn thấy là kích thước nè Size là kích thước các bạn thấy nhà bên trái nè bên trái nó là CPU ở trong đây nó là resistor là thanh ghi rồi ở giữa là cache rồi memory bus đúng không ta cũng có nói sơ sơ về bus rồi đó, đó đường truyền này là đường truyền thông tin dữ liệu đây memory đúng không rồi bộ nhớ nằm đây nha rồi io bus đó nhập xuất thiết bị đây đó thì các bạn thấy là tốc độ thì nó đi ngược lại với kích cỡ tức là cái anh nào mà gần trong đây nè anh nào mà gần trong đây thì tốc độ nó nhanh lắm ạ truy xuất nó nhanh lắm còn mà anh này thì là càng xa bao nhiêu thì kích cỡ nó càng lớn bấy nhiêu nha c resistor thanh ghi trong đây thì nó bé thôi đúng không rồi đến cat xong rồi đến memory bộ nhớ ở đây là thường thường nó là ram đó các bạn nhé nha đó các bộ nhớ của nó rồi cái bus vân vân rồi cái này tới cái tốc độ của nó thì trong cái thiết bị io này nè io device này nó có ba loại nha các bạn nhé nha, nha. Thì cái loại mà à, là là ta thấy nè có hai loại thôi nhé Cái loại thứ nhất là ramari thì nó nằm ở trên đây rồi lưu trữ bộ nhớ chính bộ nhớ trong nó nằm trong đây nha Còn cái tiếp theo nó là gồm có bộ nhớ thứ cấp mà là là, là đứng hàng thứ hai nhé Còn cái này là còn ngoài ra nó còn bộ nhớ thứ cấp ở hàng thứ ba nữa mà ngoài đây nè đó thì trong cái iO device này nó có nè các bạn thấy là có bộ nhớ ảo trong đây nè và đây là nguyên cái đĩa đúng không? Rồi file system nó nằm ở đây đó. Bộ quản lý đĩa nó nằm ở đây đó. Thì mà đối với lại đĩa đó các bạn thì thấy thấy các bạn thấy bây giờ là dung lượng đĩa rất là lớn đúng không? Dung lượng lớn. Một tê, một t tra là bình thường nhé. Dung lượng đĩa bây giờ là một tê tra là bình thường và đặc biệt có là các bạn cũng đã được học rồi là nó sẽ không bị mất đi khi hệ thống là mất điện hay gặp sự cố tức là lưu ngoài đĩa rồi á thì nó không mất và tốc độ truy xuất của nó nha các bạn đầu tiên là thời gian định vị chắc nha đó, thời gian định vị chắc tức là thời gian mà di chuyển để định vị tới cái chắc nào á chắc sứ mấy đó là từ 1 đến 20 mươi rồi thời gian định vị set nó là từ 0 đến 10 đó. mini second chưa? Okay. Còn ngoài ra cái hit nữa các bạn nhé. Nó còn cái hit nữa. Tuy nhiên là tại vì mỗi cái đầu đọc nó một cái hit rồi do đó là người ta không có tính nhé. Thời gian chuyển dữ liệu nha là một giây với lại 4 kilobyte. Kilobyte là 1 mili nhé các bạn. Milisecond nhé. Rồi đọc trực tiếp dữ liệu ở một vị trí bất kỳ trên đĩa. Nó đặc biệt vậy đó. Truy xuất dữ liệu đối với những cái ổ đĩa bây giờ là như thế. Hồi xưa cái ổ đĩa là nó đi ra trở lại rồi nó mới quay trở vô. Còn bây giờ là nó đọc lại trực tiếp ngay đó luôn nhé. Đọc trực tiếp luôn. Rồi theo đơn vị lưu trữ nè. Bộ phận quản lý là, là lốc hoặc là một trang vậy đó thì nếu các bạn học bên hệ điều hành thì các bạn cũng đã biết rồi nó sẽ quản lý theo từng trang nhé các bạn nhé. Ừ. Nhất là CBO nó phân trang, nó quản lý theo từng trang đó. Vấn đề đặt ra là làm sao bố trí dữ liệu ở trên đĩa. đĩa đây là mình là đĩa đĩa cứng của mình đó các bạn nhé. Đó. Ta ví dụ như muốn lưu trữ dữ liệu như sau, mã tài khoản rồi tên chi nhánh, rồi số dư đó. Thì vấn đề đặt ra là Ta lưu trữ như thế nào đây ừ. rồi, rồi thêm nữa là ngày rút tiền á vấn đề đặt ra là như thế bây giờ ta coi lại tí xíu nha các bạn biết là lưu dữ liệu thì được biểu diễn bằng chuỗi các bài nhé đây, đây là một bài rồi các bạn một bài nó gồm có 8 bit nhé và người ta đầu tiên là người ta định nghĩa dữ liệu là số nguyên trước nhé số nguyên là từ 2 đến 4 bài đúng chưa rồi số thực là từ 4 đến 8 byte rồi ký tự là một bài, rồi chuỗi thì là chiều dài cố định và chiều dài thay đổi nhé. Yeah. Tùy, cái chuỗi có chiều, chuỗi thì chiều dài là dạng cố định, có chiều dài thay đổi thì các bạn cũng đã được à, à, nắm sơ sơ ở cái phần học phần cơ sở dữ liệu rồi. Nhất là phần thực hành đó các bạn cũng nắm rồi. Rồi ngày giờ, rồi boolean Ta nói đến cái kiểu dữ liệu này để làm gì nhỉ? Nói đến kiểu dữ liệu là Để cho giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu Trên đĩa đúng không? Muốn lưu trữ dữ liệu trên đĩa đó Thì mình phải định nghĩa kiểu dữ liệu Tại vì mỗi lần vậy là Ta lưu theo kiểu dữ liệu là như vậy đó, đó. Đầu tiên là ta có Data item Các trường, các field, các trường của nó Rồi người ta tạo thành Các mẫu tin Rồi thành log rồi, lưu theo khối mà xong rồi từ khối đó lưu thành file nhưng là file nó được chia thành nhiều nhiều block nhiều khối rồi lưu xuống trong bộ nhớ sẽ lưu như vậy đó các bạn có phần 2.3 là tổ chức vật lý ta có hai cách để tổ chức uh, lưu trữ dữ liệu cơ bản của hệ thống là ta lưu dạng file đó các bạn nhé lưu ở dạng văn bản lưu file đó, thường thường các bạn đã học lập trình thì các bạn biết lưu file nó có hai dạng là dạng text và văn bản vậy thứ hai là nhị phân nhé binary thì thường thường là người ta tổ chức ở dạng nhị phân nhá. lưu dạng nhị phân chứ không phải dạng text đâu còn khi mình lập trình thì mình đọc file ghi file gì đó là mình làm ở dạng text cho nó dễ thằng đi nó còn cái nhị phân nữa nha các bạn người ta nói về mẫu tin thấy chưa mẫu tin từng dòng từng dòng từng co từng record một đó đúng chưa mẫu tin là gì nhỉ là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau và tạo thành ra một mẫu tin đó. ta có ví dụ nè mẫu tin là một cái ác cao có những thông tin về là số ác cao rồi có tên chi nhánh rồi số dư đó ta gọi là một mẫu tin là như thế đó các bạn nhé rồi ví dụ ta có mẫu tin là cao có những thông tin như sau uh, account number tức là số cao nè rồi uh, tên chi nhánh và số dư đó. thì các bạn học rồi tức là nếu mà lập trình mà thuộc về thủ tục quá thì nó là cấu trúc yeah. còn nếu mà lập trình hướng đối tượng thì nó là ta tạo ra một lớp, class một lớp đó các bạn nhé yeah. rồi mẫu tin thì có hai loại nhé lại có chiều dài cố định cũng giống như hồi nãy mình có nói là chuỗi thì có chiều dài cố định chiều dài không cố định vậy đó loại thứ nhất là chiều dài cố định loại thứ hai là chiều dài chiều dài động tức là không cố định đó các bạn nhé Để, ta đi tìm từng hiểu từng từng cái mẫu tin đầu tiên mẫu tin có chiều dài cố định đó thí dụ các bạn khai báo đây là thai đây nè đây là một cái rìa một cái mẫu tin đó các bạn nha đây là cái kiểu khai báo này là của Pascal nếu mà bạn nào đã từng học Pascal dưới phổ thông thì các bạn biết rồi còn đối với lại chúng ta học lập trình xe thì đây có thể các bạn khai báo một cái cấu trúc nhé struct cấu trúc hoặc là class cũng được nhé đó. thì trong đây thì nó có account number này đó account number là cái cột này đó các bạn đó account number là cái cột này còn đây là tên chi nhánh tên chi nhánh là cái cột này và cuối cùng là số dư số dư là cái cột cuối cùng này đó đó có ba cột như vậy đó và có chiều dài cố định tức là cái 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 mẫu tin là từng dầm á mẫu tin cỡ giống như từng dầm vậy thôi nè các bạn trong một cái danh sách nó từng dầm vậy đó thì từng dầm này là có kích thước có chiều dài là cố định luôn đó rồi thường thường ta sẽ xử lý như thế nào nhà ta lưu trữ xử, xử lý như thế nào người ta có thêm một cái bit nữa đó. tương tự như trong file là dbf đó thì cái bit này là có hai giá trị là không với một thôi không tức là đã xóa còn một là đang sử dụng đang dùng nhé tức là bên đây là các bạn thấy đây là không có cái cột đằng trước này cái cột đằng trước này các bạn nhé cột đằng trước thêm một cái cái bit này nữa một bit thôi đúng không một cái bit này nè bit này nè nếu mà một tức là đang sử dụng còn không tức là đã xóa rồi ha. đồng thời là người ta kèm thêm một cái cái danh sách các mẫu tin chấm để là quản lý cho nó nhanh các bạn nhé quản lý đây là những cái thằng này là đang chấm thì nó sẽ có một cái danh sách để quản lý cái mẫu tin chấm để mỗi lần mà thêm á, thêm nó mới nhanh được nha các bạn nhé yeah. rồi ta qua cái thao tác tác vụ là hủy mẫu tin đầu tiên là đánh dấu vào cái bit thông tin cái bit một đó đó bit bit không một đó thôi cái bit này ta gọi bit thông tin là vậy đó là đây nè các bạn sẽ thêm thấy nè là anh này là có anh này là anh nằm mẫu xóa thì mình cho là không anh này xóa cho là không anh nào xóa cho là không và đồng thời là mình đưa nó vào trong cái danh sách này, mẫu tin chấm đây các bạn thấy nè đây nè, danh sách mẫu tin chấm đây là một hàng chấm đây là một hàng chấm nữa và đây đó đây chấm nằm bên đây nhé các bạn đó đây là danh sách mẫu tin chấm thì anh nào mà mẫu tin chấm thì cái bit đầu tiên đó nó là số 0 còn đang sử dụng thì là số 1 rồi thêm, ta nói đến thao tác thêm, hồi nãy là hủy bây giờ đến thêm. Thêm thì sao nhỉ? Thêm là có hai cách, hoặc là thêm vào những mẫu tin bị đánh dấu xóa hoặc là cuối tập tin nha. Cuối của cái tập tin. Rồi xong rồi cập nhật lại danh sách cái cái cái, cái, cái danh sách mà mẫu tin chấm. Thì các bạn thấy hồi nãy nè, đó, bên đây nhá. Quay trở lại cái 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 này nè, cái anh đã thứ hai này nè, ảnh là bị xóa rồi nha xóa tức là đánh dấu bằng không rồi rồi ta muốn thêm cái anh mới nữa thì ta thêm ngay chỗ đó và lúc này thì ta cập nhật ký lại cái danh sách mà mẫu tin chấm tuy nhiên thêm vào những mẫu tin đã bị đánh dấu xóa như vậy thì cái khả năng phục hồi là không có còn đối với đối với lại thêm cuối tập tin đó thì khả năng phục hồi rất là cao vậy đó thì đây trường hợp đây là xử lý của cái hệ điều hành nó sẽ làm như thế đó các bạn nha. Khi mà quản lý file á thì hệ điều hành thì nó thêm vào cuối. Còn đây tùy cái chiến lược nhé Thì chiến lược là thêm vào ở cái mẫu tin đã bị xóa hoặc là cuối. Tuy nhiên trường hợp mà thêm đỏ đỏ này là thêm những mẫu vào những mẫu tin đã bị đánh dấu xóa rồi á thì khả năng phục hồi nó 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 không còn. Ví dụ trường hợp thêm cái anh này nè A111 vô đây nè thêm đây như vậy thì cái khả năng mình muốn lỡ mình muốn phục hồi cái anh A 215 này là hoàn toàn không được nhá. bị chiếm chỗ rồi mất tiêu rồi nhé rồi qua tìm kiếm tìm kiếm thì nó quét tuần tự thôi các bạn nhé nó duyệt tuần tự tuần tự từng từng từ, mẫu tin một đó thì khi mà tìm kiếm thì nó lại duyệt tuần tự nhé đây đó là mẫu tin có chiều dài tĩnh tức là cố định còn bây giờ chiều dài đậm thì sao nhé Mời các bạn xem nhé Trong cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mẫu tin có chiều dài đậm Là là mẫu tin như thế nào Nó lưu nhiều loại mẫu tin Có trong một tập tin Thế là trong một tập tin thì nó lại có nhiều loại lắm Chứ nó không thuần nhất là một loại mẫu tin Và các loại mẫu tin này chứa các trường và chiều dài là Chiều dài là đậm và có hai cách biểu diễn thứ nhất là kiểu biểu diễn là bay string nhé. hoặc là tức là cái loại này là uh, chuỗi bay còn đây là nó cố định cái chiều dài lại luôn yeah. nó có hai cách biểu diễn như thế nhé Đó, các bạn thấy đây là cái cái khi mình khai báo đây là khai báo cái kiểu này là của Pascal nó cũng gì cả tức là trong đây là một cái mẫu tin rồi trong đây lại là dãy nhé. một dãy số một dãy số các mẫu tin nhỏ nhỏ bên con bên trong nó nằm ngay đây nữa. Ủa? Ta gọi là mẫu tin có chiều dài đậm lên vậy. Đậm là do anh thầy thay đổi nè các bạn đó. Đậm này nè, đậm là do anh này thay đổi yeah. Đậm này nè, là do anh này thay đổi. Ta xem nha, đây là danh sách các ác cao. Đầu tiên là tên của chi nhánh xong rồi à uh, thông tin của một ác cao, nó là một dãy, tức là danh sách có bao nhiêu ác cao đó, đúng không? rồi trong đây lại có cao number rồi số dư gì đó ừ. ta xem cụ thể thì sẽ rõ thôi đầu tiên là biểu diễn dạng là à, chuỗi các bài ừ. chuỗi các bài thì sao nhỉ nó từng bài từng bài bài một vậy đó rồi cuối mỗi bài có cuối của, của mỗi mẫu tin này có một bài ký tự đặc biệt đó, các bạn thấy nè ký tự đặc biệt cho biết kết thúc mẫu tin đây là ký tự đặc biệt đây các bạn đó cái này là kết thúc mẫu tin, thì các bạn thấy là cái này có chiều dài động, không cố định đúng chưa cái cái vai này cái mẫu tin này thì nó dài như đây nè đó kết thúc ở đây rồi tiếp theo cái mẫu tin này thì nó ngắn cái đây nó kết thúc thì tiếp theo là anh này nằm đây đó, đây là một mẫu tin rồi từ đây đây là một mẫu tin đó các bạn thấy là có chiều dài động là như thế và nó kết thúc bằng một cái ký tự đặc biệt có một bài có ký tự đặc biệt như thế đó Và cái này thì nó sử dụng lại không danh chấm sau khi xóa một mẫu tin thì không hiệu quả nhé. Bạn xem này đầu tiên nè. Đó, thí dụ xóa mẫu tin này nè. Tức là trong cái chi nhánh này nè có ba cái 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 ác cao nè. Một, hai, ba. Bây giờ anh này bị xóa đi rồi nha. Khi anh này bị xóa rồi. Và khi xóa rồi thì anh này nó dồn lên như thế. Thì nó lại à, chấm rồi nè. Nó không hiệu quả nhé và dẫn đến là tình trạng phân mảnh này đó các bạn thấy là sau khi này à, xóa anh này xong rồi dồn anh lên lên nó sẽ dồn lên như thế đó thì ở đây nó sẽ bị phân mảnh đó. phân mảnh tức là cái hiện tượng mà nó lỗ chỗ lỗ chỗ lỗ chỗ là đúng không nó không liên tục bộ nhớ nó lưu không liên tục mà bị lỗ chỗ lỗ chỗ nhiều chỗ nó là chiếm không gian bộ nhớ mất tiêu của mình đi đúng không cho nên trong ở đĩa của các bạn hay có cái 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 cái, công cụ là thì á đúng không để chấm chống phân mảnh để mà dồn nó lại đó chưa các bạn thấy tiếp theo nữa là tốn nhiều chi phí khi chiều dài mẫu tin thay đổi đó các bạn thấy nè thao tác nó rất là nhiều lần và như thế thì nó trốn chi phí các bạn xem nhé đó đó làm lại nè đầu tiên là anh này nè anh này lúc này nè đó anh này nó sẽ dồn xuống đây Đúng chưa? Anh này nè. Đó. Bạn xem nhé. Đó. Đó. Anh này nó sẽ dồn xuống đây. Như vậy thì nó rất là là tốn kém. Rồi đó. đó. Dồn như vậy. Tức là chiều dài của anh rau hiu này nè. Đúng chưa? Cái chi nhánh nào đều thêm một cái cao uh, account number vô đây nè. Các bạn thấy làm lại rồi nha tức là cái anh này nè anh này nè thêm một cái account number vô đây đó. đó thêm account number vô thì mỗi lần như vậy là chi phí nó rất là tốn kém nhé rồi mỗi tin cái có chiều dài đậm như vậy người ta lại có hai cái cái rồi mẫu tin có uh, chiều dài động mà cái dạng fitland tức là cái loại mà nó cố định luôn tức là khắc phục cái, cái 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 những cái nhược điểm của cái cái anh là buy string vừa rồi đó là nó chi phí nó rất là tốn kém nè khi mà thay đổi mẫu tin hoặc là xóa đó thì nó phân bản rất là nhiều do đó là cái cái loại thứ hai là người ta sử dụng là Finland luôn tức là chốt luôn cố định luôn người ta dễ sử dụng người ta tính coi là có khả năng cái anh nào mà mẫu tin nào mà dài nhất á ta lấy chiều dài đó luôn ta cố định luôn ta fix lại luôn cho những mẫu tin còn lại đó. ta xem cái ví dụ các bạn sẽ thấy nha và người ta dùng hai kỹ thuật là reserve space với lại kỹ thuật là bond đó. đây là loại kỹ thuật đầu tiên là dùng reserve space nhé là cái loại này nè các bạn thấy nè nó nhắm coi là có anh nào mà là 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 có chiều dài lớn nhất nó cố định luôn đó những anh còn lại mà có ngắn thì nó cũng lưu nó cũng chiếm cái chỗ này để chấm vậy đó như vậy thì các bạn thấy nó nó chiếm không gian bộ nhớ cũng khá là nhiều đúng không đó ví dụ anh này tới đây còn dư chút anh này thì tới đây thôi còn dư quá trời nhiều vậy đó tức là nó chốt một cái anh nào mà lớn nhất để chốt luôn vậy đó những anh sao ít nhiều thì không không cần biết ít thì nó lại chấm quá trời nhiều đúng chưa như vậy thì cái này thao tác xử lý nó khá là nhanh nhưng mà ngược lại nó nó, nó tốn kém bộ nhớ nha các bạn nhé và không bao giờ thà, dài thêm nữa phải bảo đảm là không bao giờ dài thêm nữa và cái cách là làm này thì nó lại tốn kém chi phí tốn kém bộ nhớ nhé xử lý nó nhanh thôi nhá rồi cái loại thứ hai là cái loại người ta dùng kỹ thuật con trỏ tức là người ta xích với nhau con danh sách đậm á, mình đã học có chút dữ liệu về giải thuật á, là danh sách liên kết đậm thì các bạn xem sẽ rõ nè đó đầu tiên là cái chi nhánh này nè đầu tiên là thêm một có một người đó rồi nếu mà muốn có người tiếp theo trong cái chi nhánh này một ác 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 cao nữa đó thì nó nối xuống đây thí dụ anh này nè anh a 201 đó lại thuộc cái chi nhánh trên này đó rồi tiếp theo nếu mà có thêm một cái 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 ác cao nữa của chi nhánh này thì nó sẽ nối như vậy đó con trỏ thì ta gọi là kỹ thuật con trỏ là như thế cho nên tại sao các bạn học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật rồi có con trỏ đó nha rồi thí dụ như cái anh đào thao này nè có thêm một nữa thì sao nhỉ đó nó lại nối đây điều này có nghĩa là gì nhỉ cái ô địa ô này nè là lưu địa chỉ của cái anh dưới đây nhé yeah. ô này nè lưu địa chỉ giống như danh sách liên kết đơn các bạn đã học đó nó dạng vậy đó đó, nó xích như vậy đó nó là dạng danh sách liên kết đơn danh sách các mẫu tin có chiều dài cố định nhé đó quay về lại là danh sách cố định như đây cố định và các bạn thấy có hai cái khối nha khối thứ nhất là ăn nè đúng không khối hai là overflow đó có hai khối khối này là để phát triển nếu mà anh này có nhiều hơn thì nó phát triển xuống dưới đây còn anh cái này là ăn block nha cái khối anchor thôi đúng không đó là các nội dung thầy đã trình bày trong buổi học hôm nay cho các bạn. Đầu tiên là tổ chức dữ liệu như thế nào, rồi các bổ phận của tổ chức dữ liệu đã làm sao, rồi mẫu tin thì như thế nào, người ta lưu trữ, rồi thêm xóa sửa như thế nào. Còn những phần còn lại thì hẹn buổi tới thì các bạn, chúng ta sẽ làm việc về ba cái mục sau. Thì các bạn thấy trên cái hình này đó, rồi các bạn thấy bề hình bên trái này nè, nha cái hình bên trái thì các bạn thấy nó phân làm hai loại loại thứ nhất là khi mà mất điện á mất nguồn mất điện á thì nó sẽ mất thông tin luôn còn cái loại dưới này là cái loại nó sẽ còn khi mà mất nguồn mất điện rồi bên phải này đây các bạn thấy là cái loại gì đây nè đây là bộ nhớ chính nó nằm ở đây còn đây là bộ nhớ thứ cấp mà thứ hai nằm đây còn đây là bộ nhớ thứ cấp mà thứ ba Hồi nãy trong cái slide bài giảng thầy có nhắc, nhắc đến cái bộ nhớ thứ cấp mà cái loại thứ ba nhé. Bộ nhớ chính đầu tiên đó, đây ở trên đây nè, thì các bạn thấy là két nè, đúng không? Két là RAM nè, đúng không? Rồi main memory nè, đúng không? Đúng chưa? Là DRAM. Đây, đây là cái bộ nhớ uh, chính nó nằm trong đây. Rồi tiếp theo các bạn thấy là bộ nhớ thứ hai đúng chưa bộ nhớ thứ cấp thứ hai là cái loại này online online tức là nó nằm ở phía trong đó, các bạn nha cái này thường thường nó sẽ nằm ở trong ở trong cái cái máy của mình luôn thí dụ như là đĩa cứng chẳng hạn đó rồi cái loại này loại thứ ba nè nó nằm ngoài đây là offline loại này thì cd rom với lại mấy cái test từ nhưng mà bây giờ hầu như cái cái thằng thứ ba này nè cái thằng thứ ba này giờ ít xuất hiện nữa nha các bạn thì cái thằng này hình như bây giờ nó ít xuất hiện rồi. Và các bạn thấy cái hình này nè. Thì kích thước nó. Ở ngoài này cái kích thước nó càng to càng to vậy đó. Đúng không? Còn vô trong thì nó càng nhỏ dần. Và các bạn thấy là. Có một cái tỷ lệ nghịch là tốc độ mà càng lớn á. Thì uh, giá thành. Giá thành nó lại 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 lại, lại càng bé như thế đó. Nó tỷ lệ nghịch như thế nha. Các bạn xem sẽ rõ nè đúng không? Đây là tốc độ truy xuất nè tốc độ truy xuất đó còn đây là cái à, dung lượng của nó đó và đây là các vị trí để ta khảo sát người ta đã khảo sát người ta thấy đây là cái phân bố của tất cả các loại à, à, lưu trữ nhé bộ nhớ lưu trữ nó nằm như thế đó còn đây là cái gì nhỉ đây là giá thành nha các bạn tốc độ truy xuất và cái giá thành của nó các bạn xem nhé và vấn đề câu hỏi đặt ra của buổi học hôm nay thì thầy đặt câu hỏi là tổ chức dữ liệu thì các bạn biết rồi là tổ chức dữ liệu theo tập tin và tổ chức dữ liệu theo cơ sở dữ liệu. Thì cái bài học này của thầy muốn các bạn là nêu lại tất cả các ứng dụng nè và ưu và khuyết điểm của hai loại tổ chức dữ liệu này nhé. Bài học này là thầy yêu cầu như thế. Các bạn sẽ làm bài tập về cái này và chúng ta cũng sẽ thảo luận về cái này. Rồi, nếu mà các bạn có trao đổi thắc mắc thì mời tí nữa các bạn sẽ đến phần chúng ta trao đổi tranh luận thắc mắc với nhau. Rồi, buổi học ghi hình đến đây là kết thúc. Thân ái chào các bạn.